kiếm hai ngày trên kia kìa. Nè. Xong bắt đầu cũng bảo cái bà bá cũng đông con trai lắm, đông con Nè. trai bá bá dâu giải chiếu rồi giải chăn giải chiếu giường, nhưng mà giải con đầu quầy thì địt mẹ con chữa lâu rồi còn giải gì tác dụng gì nữa. Mẹ lấy thật một câu mà giải giải được thì ví dụ là người ta sẽ nhờ những người kể cả thuê những người thành đạt để giải để cho nó thành đạt, ông nhận không? Cưới là cho thành đạt, nhưng các ông ấy toàn những cái quan điểm vớ vẩn. Cao ta nắp giường cho thành đúc, giường mà thì không phải giường tao đóng mà là giường đi mua. Mà thế bà bảy bảo chú nắp hộ, xong chú nắp thang nắp giáp là chú thấy nó cái thang cái thung là nó lỏng, cái giáp là nó kêu cộc cộc, cái đâu chú chêm chú chèn cho chặt chẽ lại. Nè. Mà tâm lý mức độ như thế ý là nó đâu mới sợ lo kêu kêu kẹt rồi nghe cột kẹt nghe nó ngại ngại thế chưa. Thế nhưng đấy này nó hai thằng con dại thì mẹ thôi, gái hai thằng con rồi nếu mà cứ như đấy mà cứ làm như thế mà được thì cô mình mà thì mẹ lại tin con gái thôi, mẹ làm theo nào. Nhiều người ta toàn duy tâm vớ vẩn đúng không? Nếu mà mình mà làm được thì thế còn đấy giao sắc không quạt được chuối, chả nếu nói duy tâm thì mà giao sắc không không quạt được chuối mà sao thì tự giải đấy mà tự làm đấy không. Nhưng mà tao thì dở, tao dở là cái là lúc bây giờ không có điều kiện mà thì cứ cho nó là chính cái giường cưới của bố vợ này thì để ở giường dưới này cuối cùng quanh quẩn tao lại lấy cái giường đấy.